Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 73. Chương 721, hẹn hò với sư huynh 2. Vào lúc Lâm Du Nhạn đang tự hỏi có nên cọ mặt vào viên ngọc không thì Giang Bắc Nhiên lại đưa thêm một túi gấm cho nàng. Thấy Lâm Du Nhạn cầm trong tay, Giang Bắc Nhiên lại tiếp tục nói, giúp ta làm một chuyện, chuyện gì thì ta đã viết trong đó. Vâng, ta nhất định sẽ hoàn thành. Lâm Du Nhạn không chút nghĩ ngợi đã đáp. Vậy cứ như thế, chờ ngươi hoàn thành ta sẽ tới tìm ngươi. Giang Bắc Nhiên nói xong thì quay người rời đi. Chờ đến khi bóng lưng sư huynh hoàn toàn biến mất, Lâm Du Nhạn mới cẩn thận từng ly từng tí mở cẩm nang ra. Bên trong là một tấm tờ giấy, Lâm Du Nhạn càng đọc càng vui, khí tức cũng ngày càng nặng, cuối cùng nhịn không được dùng tay lau đi vết nước miếng nơi khóe miệng. Sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm một thê tử tốt. Nói xong, Lâm Du Nhạn nhảy cà tưng quay về tông môn. Trên đường đi, nàng nghĩ đến nội dung được viết trong cẩm nang thì nhịn không được vỗ một chưởng lên tảng đá bên cạnh. Chỉ nghe đùng chít chít một tiếng, cục đá to trực tiếp vỡ ra. Ai nha? Lâm Du Nhạn kinh hô một tiếng, nhìn xem tảng đá đã hóa thành bụi mịn rồi vừa hát vừa chạy về tông môn. An bài xong mọi chuyện, Giang Bắc Nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, nhận mệnh đi tới Đinh Lan Thủy Tạ. Tới bên ngoài Đinh Lan Thủy Tạ, Giang Bắc Nhiên phát hiện Thi Phượng Lan đang đứng dựa lưng vào cột ở cửa ra vào đợi hắn. Tiểu Bắc Nhiên. Thấy Giang Bắc Nhiên đi tới, Thi Phượng Lan lập tức vung tay, nhưng vừa vung được một nửa lại tranh thủ bịt miệng lại vì nàng thấy ánh mắt Tiểu Bắc Nhiên dần nheo lại. Phải khiêm tốn, nhỏ giọng nói ba chữ này, Thi Phượng Lan rón rén quay về sân. Chờ Tiểu Đoá đóng cửa lại, Giang Bắc Nhiên mới đi vào phòng chính, nói với Thi Phượng Lan, nếu còn như vậy, về sau ta và ngươi sẽ cách nhau một thước xem như khoảng cách an toàn. Đừng, Thi Phượng Lan không ngừng lắc đầu, ta biết sai rồi, không dám nữa. Thu thập mọi thứ xong chưa? Thu thập xong rồi. Thi Phượng Lan dùng sức gật đầu một cái, chúng ta đi liền bây giờ sao? Nếu ngươi không còn gì làm thì chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát. Đối với Giang Bắc Nhiên mà nói, đau dài không bằng đau ngắn, dù sao sớm muộn cũng phải muốn đi, còn không bằng đi sớm một chút, bớt chịu hành hạ về mặt tâm lý hơn. Tiểu Bắc Nhiên, khuôn mặt Thi Phượng Lan đột nhiên đỏ lên, không ngờ ngươi lại muốn về nhà ta như vậy. Giang Bắc Nhiên không để ý tới Thi Phượng Lan, hắn ngồi vào trước bàn, mở miệng nói, trước khi về nhà ngươi ta có chuyện muốn hỏi, ngồi đi. Thi Phượng Lan nghe xong thì a một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện Giang Bắc Nhiên. Thi ra các ngươi thuộc nước nào? Không thấy hệ thống nhảy ra bất kỳ nhiệm vụ nào, Giang Bắc Nhiên lập tức xác định thời cơ đã tới. Trước kia chỉ hỏi mé mé thì nhiệm vụ đã bị phát động, hiện tại hỏi trực tiếp lại chẳng sao. Đồng Quốc, Thi Phượng Lan đáp. Đồng Quốc à, đối với Lục Quốc Trung, Nguyên, Giang Bắc Nhiên không hiểu lắm, chỉ biết từ sau lần nói chuyện với Lâm Du Nhạn mà thôi. Vì Lâm Du Nhạn là người Kỳ Quốc nên chỉ nói về Kỳ Quốc, Giang Bắc Nhiên vẫn chưa biết gì về năm nước còn lại. Chỉ biết Đồng Quốc là một trong Lục Quốc thuộc Trung Nguyên mà thôi. Ngươi am hiểu bao nhiêu về Đồng Quốc? Giang Bắc Nhiên lại hỏi. Đồng Quốc à, không có chỗ nào chơi vui cả, rất nhàm chán. Ta hỏi là, nhà ngươi ở vị trí nào tại Đồng Quốc, chính trị Đồng Quốc thế nào, thế lực phân bố cùng các loại cường tông ở Đồng Quốc ra sao? Cái này, Thi Phượng Lan hết nhìn đông lại nhìn tây, có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ. Ai, thôi, Giang Bắc Nhiên lắc đầu. Mặt mũi Giang Bắc Nhiên tràn đầy thất vọng, Thi Phượng Lan ủy khuất nói, ta vốn cũng chưa từng ra ngoài. Nên sao biết những thứ này được? Không sao, ta đi thám thính là được. Dưới tình huống bình thường, theo tính tình của Giang Bắc Nhiên, khi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, trước đó hắn sẽ đi điều tra một phen, nhưng tình huống lần này lại không giống nhau lắm. Đầu tiên, nếu không phải Lâm Du Nhạn là thành viên của đại gia tộc Huyền Thánh thì với loại thủ hạ không biết gì này Giang Bắc Nhiên đã không nhận. Nếu không để ta trở về tìm người giúp ngươi hỏi han một phen nhé. Thi Phượng Lan hỏi, nói sau đi. Giang Bắc Nhiên nói xong thì đẩy cửa ra đi ra ngoài. Thi Phượng Lan cao hứng đuổi theo Giang Bắc Nhiên, phất phất tay với Tiểu Đoá, trông nhà cho kỹ nha. Đã biết,
Đường chủ, Tiểu Đoá hành lễ nói. Giang Bắc Nhiên vừa tính triệu hồi Tường Vân thì bỗng nhìn Thi Phượng Lan hỏi, bình thường ngươi về nhà bằng gì? Ngồi cái này. Thi Phượng Lan nói xong thì lấy một cái phi phủ ra. Đây là phi phủ. Giang Bắc Nhiên nhịn không được co rúm khóe miệng hai lần. Muốn nói phương tiện giao thông nào xa xỉ nhất thì phi phủ khẳng định xếp đầu. Phi phủ là gì? Nghĩa trên mặt chữ A là một phủ đệ biết bay. Chương 722, phi phủ. Cũng không lắm loại xe đi cắm trại lắm. Phi phủ có kết giới và trận pháp, là một loại kỹ nghệ bao quát các loại càn khôn. Dùng phi phủ không chỉ khó bị phát hiện mà dù bị phát hiện cũng không sao. Trận pháp phòng ngự của nó đủ ngăn được một kích của huyền thánh, sau đó nó sẽ phát động trận pháp truyền tống, chuyển người trong phủ đến chỗ an toàn. Có thể nói là đây là một cái nhà bay, dùng để giết người phóng hỏa là tốt nhất. Đương nhiên, pháp bảo tốt như vậy sẽ có mức giá rất cao, hoặc nói là vô giá. Người có thể chế tạo phi phủ không nhiều, đều là cục cưng trong các gia tộc, bình thường chỉ đưa cho người nhà dùng, rất ít truyền ra ngoài. Thèm thuồng thật. Đối với cái phi phủ của Thi Phượng Lan, có thể nói Giang Bắc Nhiên vô cùng thèm thuồng. Đây là loại pháp bảo dùng để bảo mệnh rất hiệu quả, có thể bay có thể ở, chẳng khác nào một căn phòng an toàn, không cần sợ bị hệ thống nhắc nhở nữa. Đúng rồi, là phi phủ, Tiểu Bắc Nhiên, ngươi có muốn ngồi trong phi phủ cùng ta không? Thi Phượng Lan nhiệt tình mời gọi. Được, vậy ngồi phi phủ của ngươi đi. Giang Bắc Nhiên thì vui vẻ đáp ứng. Mặc dù ngồi Tường Vân tới Đồng Quốc có thể thu hoạch thêm điểm kỹ nghệ nhưng khó có dịp được ngồi phi phủ, Giang Bắc Nhiên thật sự không muốn bỏ qua. Nói không chừng còn có thể nhìn được chút môn đạo gì đó để hắn tự làm một cái. Sau khi tự học được kết giới bản tâm và tam trọng trận pháp, năng lực động thủ của Giang Bắc Nhiên cũng tăng cao. Chỉ cần cho hắn một cái mô hình và đợi khi các phương diện kỹ nghệ có đủ điểm, hắn có thể sẽ tự tạo ra được một cái. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nghe Thi Phượng Lan cao hứng hô một tiếng, Giang Bắc Nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi nhìn lại được, hắn đã ở trong một tòa phủ đệ hoa lệ. Hoan nghênh quang lâm phi phủ của ta, Tiểu Bắc Nhiên. Ngươi là vị khách đầu tiên được ta mời vào đó. Thi Phượng Lan cười tủm tỉm nói. Vậy đây là vinh hạnh của ta rồi. Giang Bắc Nhiên nói xong thì nhìn xung quanh. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, nơi này cũng chẳng khác gì các phủ đệ xa hoa khác. Nhưng nếu dụng tâm cảm thụ sẽ cảm nhận được không gian trong đây tràn đầy các loại kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, huyền học phức tạp, đủ để khiến Giang Bắc Nhiên nhìn mà than thở. Cái này, kêu ta bắt trước làm sao đâu, chỉ riêng về trận pháp đã chạm vào rất nhiều điểm mù tri thức của Giang Bắc Nhiên. Đây là việc đã rất lâu Giang Bắc Nhiên chưa từng biết qua. Tiểu Bắc Nhiên, ngươi còn đứng đó làm gì? Thi Phượng Lan hơ hơ tay trước mắt Giang Bắc Nhiên. Giang Bắc Nhiên thu hồi tinh thần lực rồi đáp, nơi này của ngươi không tệ. Hắc hắc, đó là đương nhiên rồi. Nói xong, Thi Phượng Lan kéo tay Giang Bắc Nhiên, đi đi đi, ta lại dẫn ngươi vào trong tham quan. Giang Bắc Nhiên cứ thế đi theo Thi Phượng Lan dạo nửa canh giờ. Nơi này có tới mấy tầng lầu, có thể nói là vô cùng rộng rãi. Đại khái còn bao lâu nữa là tới nhà của ngươi? Giang Bắc Nhiên đứng bên cạnh một hồ hoa sen hỏi. Đại khái, một ngày. Thi Phượng Lan đáp, tốc độ cũng không quá bất thường. Giang Bắc Nhiên vốn tưởng về phương diện tốc độ thì phi phủ sẽ có nhiều cải thiện. Nhưng xem ra phi phủ này chủ yếu chỉ nhắm vào tiện nghi và nội thất bên trong thôi. Tiểu Bắc Nhiên, Tiểu Bắc Nhiên, Tiểu Bắc Nhiên. Trong thư phòng, Thi Phượng Lan lắc vai Giang Bắc Nhiên hô. Giang Bắc Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra rồi hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi làm ta sợ muốn chết, gọi ngươi nửa ngày mà ngươi cũng không có phản ứng gì. Thi Phượng Lan thở dài một hơi rồi đáp, chúng ta về tới nhà rồi. Nhanh như vậy đã qua một ngày rồi. Hôm qua, sau khi dạo phi phủ xong, Giang Bắc Nhiên đã phát hiện trận nhãn phi phủ nằm ở thư phòng trên lầu 2, cũng điều tra được bố cục trận pháp nơi này. Đây là lý do hắn ngồi mãi trong thư phòng lầu 2 để nghiên cứu. Nhưng mà hắn vẫn chưa tìm ra đầu mối gì thì một ngày đã qua. Giang Bắc Nhiên nghĩ muốn điều tra rõ cấu tạo, phu phủ hẳn phải mất mấy ngày lận. Cho nên chỉ có thể thở dài đứng lên. Đi thôi. Hai mắt Giang Bắc Nhiên tối sầm lại. Khi thấy lại ánh sáng thì hắn không khỏi ngơ ngác. Đây là sao? Giờ phút này, bên người Giang Bắc Nhiên là mây mù lượn lờ, phảng phất như đang ở trong tiên cảnh. Phía xa xa là một cung điện bằng ngọc đứng sững ở trong mây mù. Tiên cung. Tiểu Bắc Nhiên,
chúng ta đi thôi. Thi Phượng Lan nói xong thì kéo tay Giang Bắc Nhiên. Giang Bắc Nhiên lui về sau một bước, dò hỏi, đây là nơi nào? Long Bàn Sơn Đỉnh là ngọn núi cao nhất Đồng Quốc đó. Giang Bắc Nhiên nhìn xung quanh trong chốc lát, vừa muốn mở miệng thì thấy một thanh niên mặc mãng bào bằng gấm đáp xuống trước mặt họ. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 723, tới thi gia, 1. Lan muội trở về rồi. Chào hỏi xong, hắn lại nhìn về phía Giang Bắc Nhiên hỏi, vị này là? Lựa chọn 1, tùy ý Thi Phượng Lan giới thiệu. Ban thưởng, Bách Phân Tiên Quyết, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn 2, trực tiếp rời khỏi đây. Ban thưởng, Duyên Giác Kiếm Lục, huyền cấp trung phẩm. Lựa chọn 3, có một vị tiền bối huyền thánh của thi gia tìm ta. Ban thưởng, cộng một điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Bây giờ đã bắt đầu rồi. Đoạn đường này có thể nói đã giúp Giang Bắc Nhiên nhìn ra chỗ lợi hại của phi phủ. Nguyên một đoạn đường không có bất kỳ nhiệm vụ nào bị phát động, đủ để thấy đây là phương tiện giao thông cao cấp nhất Huyền Long Đại Lục. Thật muốn có nó. Bất quá lần này hệ thống lại cho thấy hắn sắp phải bận rộn rồi. Chọn số 3 xong, Giang Bắc Nhiên trực tiếp đáp, có một vị tiền bối huyền thánh của thi gia tìm ta. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm tốc độ. Thanh niên kia nghe xong rõ ràng có phần sững sờ. Vì sao huyền thánh lại muốn gặp mao đầu tiểu tử này, trông hắn bình thường thôi mà. Bất quá nếu đã là khách của huyền thánh trong tộc, hắn cũng chẳng hỏi nhiều nữa, ngược lại nói việc nhà với Thi Phượng Lan. Hàn huyên một lát, thanh niên nói hắn còn có việc cáp làm rồi chắp tay cáo từ, sau đó đằng vân rời đi. Nhìn thanh niên rời đi, Giang Bắc Nhiên không khỏi thầm cảm khái trong lòng. Tông môn đỉnh cấp đúng là châu bò mà, người này bất quá chỉ chừng 25 mà đã là huyền hoàng đỉnh phong. Nhà các ngươi đều là ăn tiên đan mà lớn à? Bất quá từ sau lần tới kỳ quốc lúc trước, Giang Bắc Nhiên đã phát hiện ra loại tình huống này. Ở Thịnh Quốc, tới 20 tuổi mà đạt tới huyền linh cũng đủ để được xưng tụng là thiên tài đỉnh cấp rồi, cũng là tinh anh trọng điểm được tông môn bồi dưỡng. Mà trong tông môn đỉnh cấp ở kỳ quốc, nếu tới 20 mà chưa tới huyền vương là chuyện vô cùng mất mặt, đạt tới huyền hoàng mới miễn cưỡng được xưng là thiên tài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, linh khí ở lục quốc là nơi sung mãn nhất huyền long, nồng độ cao hơn nhiều so với quốc gia. Ở biên cảnh như Thịnh Quốc, có thể nói người ta là mỗi ngày ăn thịt cá còn Thịnh Quốc là mỗi ngày ăn khoai sắn. Đây là do thiên thời, so kiểu gì được mà so. Mặt khác, câu rồng sinh phượng cũng được phát huy cực kỳ tốt ở Huyền Long Đại Lục. Đời sau của cường giả tất nhiên mạnh hơn người bình thường nhiều, rất dễ có thể thức tỉnh thiên phú tu luyện. Ngẫu nhiên lại có thêm thể chất đặc thù, ngũ hành linh căn gì đó là chuyện thường ở huyện. Cho nên, chỉ cần có cường giả đỉnh cấp trong gia tộc, gen của đời sau cũng sẽ phi thường ưu tú. Hài tử ở Thịnh Quốc đại đa số hài tử sau 10 tuổi mới có thể thức tỉnh thiên phú tu luyện. Mà ở Trung Nguyên, hài tử mới 5 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới tu luyện, lợi hại hơn có khi đã là luyện khí rồi. Thậm chí còn có người đã tu luyện từ trong bụng mẹ, bất quá Lâm Du Nhạn cũng nói loại này chỉ có trong truyền thuyết. Đến cùng có thật không nàng cũng không biết, dù sao trong nhà các nàng cũng không có đời sau yêu nghiệt như thế. Vì đời sau đủ ưu tú nên gia tộc cũng không quá quan tâm tới việc thu nhận người ngoài. Vì người tu luyện là sự tồn tại tối cao, dù trong hệ thống chính trị hay phân bố thế lực, cuối cùng vẫn chỉ có nắm đấm lớn mới có thể nói chuyện. Có được võ lực có thể diệt quốc lại chiếm hữu tài nguyên có chất lượng tốt, có thể nói người tu luyện vô cùng hưởng thụ. Mà bản tính của con người là ích kỷ, người tu luyện cũng không ngoại lệ, có chỗ tốt đương nhiên chỉ cho người nhân của mình. Cho nên trong niên đại ban sơ ấy, đa phần người tu luyện chỉ ủng hộ người trong tộc của mình. Đối với gia tộc người tu luyện mà nói, thiên phú không phải nhân tố để phân chia tài nguyên. Quan hệ máu mủ mới là chính yếu, từ đó cũng tạo ra một vấn đề cực kỳ lớn. Cũng không phải chỉ cần là con của cường giả là sẽ ưu tú. Tuy nói rồng sinh phượng nhưng vẫn có người sinh ra nhi tử ngu xuẩn, chỉ là rất nhiều phụ mẫu đều mặc kệ những điều này. Dù hòa độ linh khí thân của đứa nhỏ có thấp họ cũng có thể dùng đại lượng tài nguyên kéo lên. Tuy cuối cùng vẫn đạt tới cảnh giới cao nhưng chiến lực sao bằng được thiên tài chân chính. Loại tình huống này cứ thế kéo dài trăm năm, sau đó các loại vấn đề dần hiện rõ ra. Không ít người nhìn ra được kết cục của việc chỉ phát triển người thân này,
khả năng phát triển của nó quá thấp. Cho nên bọn họ đã phá vỡ khái niệm cũ, cho là tự thân tu luyện so với huyết mạch truyền thừa quan trọng hơn. Từ đó, khái niệm tông môn ra đời. Chương 724, tới thi gia, 2. Ban đầu, người tu luyện đã nghiêm khắc kiểm tra hòa độ linh khí trong thân thể, thành tích cao nhất là có thiên phú, thấp là rác rưởi. Dựa vào cơ sở này, người tu luyện dần kiểm tra linh căn của tất cả thanh thiếu niên trên địa bàn quản lý của mình, đem những thiếu niên có thiên phú về tông môn để tập trung bồi dưỡng. Kể từ đó, thiếu niên có thiên phú dần trở thành tài nguyên bị tranh đoạt, nói đúng hơn là loại tài nguyên có khả năng lợi dụng cao. Dù huyết thống gia tộc ngươi tốt đi nữa thì gia tộc có được bao nhiêu người? So với người trong đại lục có thể nói là một giọt nước trong biển khơi. Dù thiên tài có tỷ lên tới 1/10.000 người đi nữa thì với số người khổng lồ vẫn nhiều hơn đời sau gia tộc. Cho nên, tất nhiên thực lực tông môn dần vượt qua gia tộc truyền thống. Cũng từ đó, họ dần dùng thực lực phân chia địa bàn và tài nguyên tu luyện. Trong lịch sử, những gia tộc truyền thống cũng nghĩ cách cải thiện vấn đề thực lực suy giảm. Ví dụ họ sẽ thông hôn hoặc cho người có thiên phú gia nhập vào gia tộc mình. Nữ thì làm thê thiếp, nam thì là người ở rể. Nhưng số lượng vẫn có hạn, tuy mặt ngoài họ một lòng dốc sức vì gia tộc nhưng vẫn có những toan tính nhỏ nhặt cá nhân. Từ đó, họ có thêm một chức danh là trưởng lão ngoại tộc, cũng dùng lợi ích trói chặt những người họ khác này. Đáng tiếc, ngoại nhân vẫn là ngoại nhân, một khi cần xuất lực hay bán mạng vẫn chỉ ưu tiên bản thân. Gia tộc truyền thống cảm thấy cách này không ổn, từ đó bắt đầu chuyển cách khác là tạo ra nhiều đời sau hơn. Dựa vào công pháp song tu mong muốn cải thiện tình hình. Nhưng một người dù có sinh thế nào đi nữa thì số lần vẫn có hạn, cuối cùng cách này vẫn chẳng có kết quả. Cuối cùng họ không còn cách nào nữa, có vài tộc trưởng điên cuồng làm ra những chuyện lừa mình gạt người. Họ sẽ tới dân gian giết sạch người nhà của những đứa trẻ có thiên phú rồi nhận nó thành người trong tộc, đổi tên sửa họ cứ như đứa bé thật sự là người trong tộc họ vậy. Loại phương pháp vặn vẹo này nhanh chóng bị lộ ra, khiến nhiều người dấy lên tâm báo thù. Nhìn từ cấp độ chiến lược, bất kỳ đấu tranh nào cũng là so đấu giữa chế độ. Cách của gia tộc truyền thống thật sự không bằng tông môn. Như vậy còn chẳng bằng tập trung vào điểm mạnh của mình, như thế càng nhận được sự tán thành của nhiều người khác. Dù sao có ai mà không muốn đời sau của mình sẽ trở thành giai cấp thống trị đâu. Cuối cùng, gia tộc thua thảm cho tông môn. Đây cũng là lý do gia tộc phục vụ cho tông môn. Đương nhiên, dạng như Thi gia, Lâm gia, gia tộc có truyền thống truyền thừa thế này vẫn đủ vượt qua tông môn. Cho nên, gia tộc có thể truyền thừa tới tận bây giờ đa phần đều rất lợi hại. Thế lực các nơi sẽ cho họ mấy phần mặt mũi. Nhưng về vấn đề địa bàn thì tông môn vẫn làm chủ. Bắc Nhiên, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thi Phượng Lan thấy Giang Bắc Nhiên lại xuất thần, cảm thấy dọc đường nàng luôn bị xem nhẹ thì có chút oán niệm. Thi đường chủ, ngươi có huynh đệ tỷ muội gì không? Giang Bắc Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi. Bị Giang Bắc Nhiên đột nhiên hỏi, Thi Phượng Lan sửng sốt một chút rồi mới đáp, ta còn một huynh trưởng và một muội muội, vì sao ngươi hỏi vậy? Đơn thuần hiếu, kỳ. Sở dĩ Giang Bắc Nhiên hỏi vậy là vì đột nhiên nhớ tới một câu mà Lâm Du Nhạn từng nói. Người tu vi càng cao thì khả năng sinh dục càng ít. Về phần nguyên nhân thì đến bây giờ vẫn không ai biết rõ, nhưng huyết mạch của họ lại cực kỳ ưu tú, cũng có rất nhiều cường giả thường xuyên trọng kim cầu con. Giang Bắc Nhiên không suy nghĩ nữa, đi thôi. Được. Thi Phượng Lan reo lên một tiếng, cẩn thận dẫn Giang Bắc Nhiên tới tòa cung điện phía trước. Không có quá tình kiểm tra như Giang Bắc Nhiên nghĩ, cả hai trực tiếp đi vào từ cửa chính. Thi Phượng Lan giải thích là vì kiểm tra đặt ở dưới chân núi, nàng ngồi phi phủ có ấn ký đặc thù nên mới có thể bay thẳng đến đỉnh núi. Bằng không người ngoài xông loạn vào sẽ bị cản lại bởi đại trận hộ sơn. Nghe được bốn chữ đại trận hộ sơn, Giang Bắc Nhiên không khỏi hào hứng. Không biết loại đại trận hộ sơn của loại tông môn đỉnh cấp sẽ có gì đặc biệt. Trước đó, khi tới Kỳ Quốc, Giang Bắc Nhiên từng gặp phải trận pháp hộ quốc. Bên ngoài cung điện là một vườn hoa vô cùng xa hoa, hơn hẳn hoàng cung mà Giang Bắc Nhiên từng ở. Thấy Tiểu Bắc Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Lâu đỏ thẫm trong vườn. Thi Phượng Lan xích lại gần Giang Bắc Nhiên nhỏ giọng nói, trong tòa lâu này có rất nhiều bảo vật đó. Bảo vật. Giang Bắc Nhiên nhíu mày, thứ có thể khiến Thi Phượng Lan gọi là bảo vật đương nhiên không phải tục vật tầm thường, hẳn chỉ có pháp bảo huyền cấp mới lọt được vào mắt nàng đi. Quá mạnh a!
Nghĩ tới Thi Gia lại đặt thứ này như sảnh triển lãm ở cửa ra vào, Giang Bắc Nhiên cảm thấy người nhà này hẳn rất tự tin về thực lực của mình. Muốn vào xem một chút không? Thi Phượng Lan nhìn Giang Bắc Nhiên nháy mắt ra hiệu. Không được. Tuy nói người ta đã bày bảo vật ở cửa, khẳng định là để khoe khoang, nhìn cũng không sao. Nhưng Giang Bắc Nhiên không thích nhìn thứ mình không có được, rất khó chịu. Vào lúc Thi Phượng Lan chuẩn bị thuyết phục Giang Bắc Nhiên vài câu thì đột nhiên sửng sốt. Sau đó chọc chọc hai ngón tay vào nhau, cậu truyền âm kêu chúng ta vào gặp hắn. Vậy đi nhanh chút, ta tới cũng là để gặp người cậu này của ngươi là chính mà. Ai? Vốn còn muốn hảo hảo khoe khoang với ngươi. Vậy chờ gặp cậu xong rồi nói sau. Giang Bắc Nhiên đi theo Thi Phượng Lan vào trong cung điện, người hầu bốn phía nhao nhao hành lễ, trong miệng hô hào gặp qua Phượng Lan tiểu thư. Phượng Lan tiểu thư Kim An, hạ nhân đều là huyền giả à? Đại khái việc này rất bình thường ở đại gia tộc ở Lục Quốc đi. Giang Bắc Nhiên đi qua một hành lang dài dằng đặc, lại trèo lên ba tầng lầu thì đứng trước một đại môn chạm chỗ Long Phương. Vào đi. Không đợi Thi Phượng Lan gõ cửa, bên trong đã truyền ra một đạo thanh âm hùng hậu. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 725, trò chuyện với Thi Hoàng Phương. Thi, Phượng Lan đẩy cửa phòng ra, cùng đi vào với Giang Bắc Nhiên. So với sự trắng lệ bên ngoài, gian phòng này trông mộc mạc hơn. Đương nhiên, cũng không phải không loè loẹt, Giang Bắc Nhiên vừa liếc mắt là thấy được mấy kiến bảo bối trong đó. Khốn Long kiếm huyền cấp thượng phẩm, Huyền Lâm lô huyền cấp trung phẩm. Chờ một chút, hắn đang dùng dược lô đốt hương là pháp huyền cấp trung phẩm. Đây chính là thế giới của thổ hào sao? Cái gối đầu kia. Nếu không sai thì chính là lưu quang noãn ngọc. Con mẹ nó, ngọc này ta tìm lâu rồi cũng không thấy. Trong lúc thoáng qua, Giang Bắc Nhiên đã nhận ra trong căn phòng này có đủ loại dị bảo, cuối cùng tất cả đều hóa thành một câu thán phục. Thổ hào tới mức vô nhân tính, những bảo bối có tiền không mua được ở Thịnh Quốc nay trở thành đồ nội thất ở chỗ này. Đồ trang trí đã thế thì đủ để biết cuộc sống bình thường cao cấp thế nào, thật xa xỉ. Đương nhiên, dò xét những bảo vật này chỉ là nhân tiện, từ khi Giang Bắc Nhiên đi vào trong phòng vẫn luôn để ý tới người trung niên ngồi trên ghế mây. Huyền Tôn, dù Giang Bắc Nhiên đã nghĩ đến cậu của Thi Phượng Lan khẳng định rất mạnh nhưng không ngờ lại trực tiếp là Huyền Tôn. Lúc này, Thi Hoàng Phương ngồi ung dung trên ghế mây mở miệng nói, Lan Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, cậu có mấy lời muốn đơn độc tâm sự cùng hắn. Nghe Thi Hoàng Phương nói vậy, Giang Bắc Nhiên và Thi Phượng Lan đều sững sờ. Trước khi Thi Phượng Lan có nói, cậu, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ngươi để ta đợi ở trong này đi. Ngoan, đi ra ngoài trước đi. Thi Hoàng Phương khẽ cười nói. Lời này dù nói mềm mỏng nhưng Thi Phượng Lan không còn nũng nịu nữa mà trực tiếp gật đầu. Được rồi, cậu này, ngươi khi dễ Tiểu Bắc Nhiên quá đó nha. Thi Phượng Lan nói xong thì nhìn Giang Bắc Nhiên một chút, sau đó làm động tác vỗ ngực, ý bảo hắn an tâm. Yên tâm, cậu của ta là người rất tốt. Nhỏ giọng nói câu đó xong, Thi Phượng Lan liền lui ra ngoài. Theo thanh âm cửa gỗ đóng lại, đầu tiên Thi Hoàng Phương giơ tay cầm chén trà ở bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó mới khẽ cười nói, Giang Bắc Nhiên. Đúng không? Vãn bối Giang Bắc Nhiên gặp qua Thi tiền bối. Ngồi đi. Thuận Thi Hoàng Phương thủ thế, Giang Bắc Nhiên chắp tay cảm ơn ngồi xuống ghế. Khá lắm, không hổ là ghế được làm từ kim dương mộc, vừa ngồi lên đã cảm thấy kinh mạch toàn thân đều thông, nếu ngồi trên đây tu luyện, tốc độ hẳn sẽ vượt trội không ít. Thi Hoàng Phương đánh giá một lần Giang Bắc Nhiên rồi hỏi, ngươi và Lan Nhi có quan hệ như nào? Bạn bè. Giang Bắc Nhiên mặt không đổi sắc hồi đáp. À, thấy Giang Bắc Nhiên thẳng thắn trả lời, Thi Hoàng Phương có phần bất ngờ, tâm tính quả nhiên vô cùng tốt. Khen xong, Thi Hoàng Phương lại nhấp một ngụm trà rồi hỏi, số bảo bối Lan Nhi ăn cắp kia không khiến ngươi động tâm dù chỉ một lần. Quả nhiên, Giang Bắc Nhiên vẫn luôn cảm thấy có người bên cạnh Thi Phượng Lan, bằng không hệ thống sẽ không nhắc, hắn cẩn thận đừng để bại lộ thực lực. Về sau Thi Phượng Lan luôn có thể trộm đồ từ nhà nàng ra, tất cả đều là bảo vật nổi danh trên kỳ chân phổ đã chứng minh cho điểm này. Nếu không phải có người luôn bên cạnh Thi Phượng Lan, người nhà nàng sao có thể an tâm để nàng lấy mấy món đồ này đi. Vào lúc Giang Bắc Nhiên đang tự hỏi những vấn đề này thì ba lựa chọn đột nhiên nhảy ra ngoài. Lựa chọn 1,
chưa từng. Ban thưởng, thiên cực tiên trục, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn 2, chỉ là tục vật, như mây khói thoảng qua thôi. Ban thưởng, nguyệt minh huyễn thư, huyền cấp trung phẩm. Lựa chọn 3, tiền bối, nghe ngài đang nói gì kìa, để loại bảo vật kia trước mặt người khác, có ai mà không động tâm đâu, ta cũng không ngoại lệ. Ban thưởng, cộng 1 điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Hả? Nhìn ba lựa chọn, Giang Bắc Nhiên có chút ngơ ngác. Hắn hiểu ý của từng lựa chọn nhưng cách trả lời sao lạ vậy. Dù thầm mắng trong lòng nhưng Giang Bắc Nhiên vẫn quả quyết chọn số 3. Hắn cười nói, tiền bối, nghe ngài đang nói gì kìa, để loại bảo vật kia trước mặt người khác, có ai mà không động tâm đâu, ta cũng không ngoại lệ. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng 1 điểm mị lực. Đáng chết, tại sao lại là đẹp trai hơn? Cái này còn có để người ta sống nữa không a? Thi Hoàng Phương nghe xong thì không khỏi sững sờ, có chút không rõ vì sao Giang Bắc Nhiên đột nhiên tùy ý như vậy. Là chê cười ta không đủ uy nghiêm ư? Bất quá so với đám tiểu bối luôn lo sợ bất an trước mặt hắn thì hắn không chán ghét biểu hiện này của Giang Bắc Nhiên, thậm chí còn thấy khá là mới lạ. Chương 726, chuyện cũ của Thi Phượng Lan, 1. Ha ha ha, Bắc Nhiên, người nói chuyện rất sảng khoái, không hề câu nệ, nếu ngươi đã động tâm, vì sao không lấy? Nhát gan, không dám cầm. Ha 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 ha, đối mặt một tiểu bối thành thật như thế, không hiểu sao Thi Hoàng Phương lại cảm thấy khá vui vẻ. Thi Hoàng Phương cười một hồi lâu mới tiếp tục nói, được rồi, nói chính sự thôi, ta tin có lẽ ngươi cũng biết vì sao lần này ta kêu ngươi cùng về với Lan Nhi rồi. Là vị tiền bối huyền thánh kia tìm ta. Không sai, chính là lão tổ tông tìm ngươi. Nói thật, ta cũng rất tò mò phải là người trẻ tuổi dạng gì mới có thể khiến lão tổ tông sinh ra hứng thú, bây giờ nhìn thấy ngươi rồi. Thi Hoàng Phương đánh giá trên dưới Giang Bắc Nhiên một lần, ngược lại cũng hiểu một chút. Không đợi Giang Bắc Nhiên khiêm tốn, Thi Hoàng Phương tiếp tục nói, trước khi dẫn ngươi đi gặp lão tổ tông, ta có mấy lời muốn nói trước với ngươi. Nói xong, Thi Hoàng Phương đổi tư thế ngồi, ngươi có biết tại sao chúng ta lại đưa Lan Nhi tới một tiểu tông chim không đẻ trứng kia? Vãn bối không rõ. Giang Bắc Nhiên trực tiếp đáp. Kỳ thật, đối với lý do vì sao Thi Phượng Lan lại xuất hiện ở Quy Tâm Tông, Giang Bắc Nhiên ít nhiều cũng thầm đoán được. Nhưng chuyện này quá mức huyền học, căn bản không thể giải thích rõ ràng được. Thi Hoàng Phương nhìn xa, xăm như nhớ lại gì đó rồi thở dài nói, hôm Lan Nhi ra đời, không trung xuất hiện dị tượng. Nương theo đó có một viên thiên thạch tỏa ra ánh sáng đỏ yêu giả từ trên trời giáng xuống. Vì thế muội muội ta cố ý tìm Cốc Lương Nhân tới bói toán cho con bé. Cốc Lương Nhân bảo cháu gái ta bị ác sát quấn thể, sẽ dẫn tới rất nhiều tai họa, hắn cần bố một trận pháp để Phượng Nhi đợi ở bên trong mới có thể miễn cưỡng hóa giải. Nghe xong những lời này, Giang Bắc Nhiên cũng không có hứng thú với ác sát quấn thể này, bởi vì hắn biết hơn phân nửa cái này là do thiên đạo an bài tới. Bất quá nước đi này thiên đạo đi thật sớm. Khi đó hắn còn chưa xuyên qua mà đã ghi thù hắn rồi. Giang Bắc Nhiên không nghĩ nữa, dần nghĩ tới Cốc Lương Nhân đã bói cho Thi Phượng Lan. Người được gia tộc huyền thánh mời tới và tin răm rắp như thế chứng tỏ không phải dạng tầm thường, có thể nói quẻ bói của đối phương siêu phàm nhập thánh rồi. Mà hiện tại Giang Bắc Nhiên chỉ rất thiếu một người chỉ dẫn hắn trong phương diện xem bói nữa thôi. Điểm bói toán của hắn không cao, hơn nữa chẳng biết khi nào mới kiếm được điểm mới, lại chẳng giống những phương diện khác có thể vô sự tự thông. Có rất nhiều kiến thức Giang Bắc Nhiên không biết ở phương diện này, vì chẳng ai để hỏi nên hắn chỉ có thể một mình suy nghĩ. Bây giờ rốt cục nghe ngóng được một thần toán tử khiến ngay cả huyền thánh cũng công nhận, hắn chỉ hận không thể đi bái kiến sớm chút. Trong lúc Giang Bắc Nhiên đang tự hỏi làm thế nào mới có thể tìm được vị Cốc Lương Nhân này thì Thi Hoàng Phương vẫn đang kể chuyện về thân thế của Thi Phượng Lan. Nghe Cốc Lương Nhân nói xong, muội muội không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại lập tức hỏi phải để con bé ở trong trận pháp tới khi nào. Cốc Lương Nhân trả lời ngắn thì 20 năm, lâu thì vĩnh viễn. Tất nhiên muội muội ta không tiếp thụ được kết cục như vậy, cho nên mới hỏi hắn vì sao ngắn là 20 năm. Cốc Lương Nhân nói cho nàng biết, thiên cơ bất khả lộ, 20 năm sau hắn sẽ lại đến để tính cho Lan Nhi một quẻ nữa. Đến lúc đó mới có thể biết chính xác đến tột cùng có cách hóa giải hay không. Mặc dù muội muội ta rất khó lòng tiếp nhận kết quả này nhưng để Lan Nhi có thể bình an lớn lên, nàng chỉ có thể tuân theo những gì Cốc Lương Nhân nói. Trước khi đi Cốc Lương Nhân còn nói cho muội muội ta biết, ác sát trên người Lan Nhi quá mức lợi hại.
cho nên người bình thường tuyệt không thể tới gần nửa phần. Dù muội muội ta là Huyền Tông nhưng Cốc Lương Nhân vẫn phải định ra canh giờ gặp mặt cho nàng. Về sau, Lan Nhi cứ thế lớn lên. Không, chuẩn xác mà nói là bị nhốt trong căn phòng có trận pháp mà Cốc Lương Nhân bố trí kia, mãi tới ngày sinh nhật 20 tuổi của nàng. Nghe đến đó, Giang Bắc Nhiên bỗng có cảm thấy áy náy. Tuy đây là do thiên đạo gây ra nhưng Thi Phượng Lan thật sự vì hắn mới bị nhốt ròng. Giá 20 năm, Cốc Lương Nhân luôn luôn tuân thủ ước định, ngày đó rất đúng giờ đến nhà chúng ta, cũng vì tính một quẻ cho Lan Nhi. Coi xong thì Cốc Lương Nhân cười, cười rất kỳ quái, phảng phất như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 727, chuyện cũ của Thi Phượng Lan, 2. Dưới ánh mắt mong chờ của cả nhà chúng ta, Cốc Lương Nhân mới nói cho chúng ta biết phải đưa Lan Nhi tới Quy Tâm Tông ở Thịnh Quốc, đợi thời cơ đến, ác sát sẽ tự giải. Mặt khác, trước khi thời cơ đến, chúng ta cần kiên nhẫn chờ đợi, không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của Quy Tâm Tông, không nhân quả sẽ đứt gãy. Nghe đến đó, Giang Bắc Nhiên rốt cuộc cũng hiểu vì sao tâm trí Thi Phượng Lan chỉ như một đứa nhỏ. Từ nhỏ đã bị giam trong một căn phòng nhỏ, khi đưa đến Quy Tâm Tông lại bị xem như Bồ Tát sống. Người nàng có thể tiếp xúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần những hành động thành thục kia đoán chừng phần lớn đều do Vu Hộ Pháp dạy nàng, dùng để thể hiện uy nghi của đường chủ. Còn có bộ dáng thiếu nữ phản nghịch thiếu khuyết tình thương kia. Dù Giang Bắc Nhiên không biết cha mẹ nàng lừa nàng kiểu gì nhưng số lần họ nhìn thấy Thi Phượng Lan chắc chắn rất ít. Mà sau khi Thi Phượng Lan đến Quy Tâm Tông, họ lại càng không dám gặp, bằng không sẽ làm hỏng nhân quả. Nghĩ đến mọi loại khổ cực Thi Phượng Lan đã trải qua, Giang Bắc Nhiên không khỏi thầm mặc niệm. Thiên đạo a thiên đạo. Hô. Thở dài một hơi, Thi Hoàng Phương nhìn Giang Bắc Nhiên rồi nói, sở dĩ ta nói những chuyện này với ngươi là để ngươi biết tâm tính Lan Nhi vô cùng đơn thuần. Nếu ngươi dám lừa nàng, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vãn bối không dám. Giang Bắc Nhiên chắp tay nói. Còn nữa. Thi Hoàng Phương nói tới đây thì dừng lại đánh giá Giang Bắc Nhiên, Phượng Nhi đi Quy Tâm Tông nhiều năm, dù ác sát rất có thể đã biến mất. Nhưng cái gọi là thời cơ vẫn một mực không đến, trước khi thời cơ đến, chúng ta cũng không dám tùy tiện đưa nàng về đến nhà, nhưng ngươi lại có chút đặc biệt. Lựa chọn một, không biết vãn bối đặc biệt ở đâu. Ban thưởng, U Minh Cấm Lục, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn hai, thi tiền bối, ngươi cần gì tự đoán. Đi hỏi vị Cốc Lương Nhân kia một chút không phải tốt hơn à? Ban thưởng, cộng một điểm kỹ nghệ cơ sở. Giang Bắc Nhiên lập tức chọn lựa chọn số 2, thi tiền bối, ngươi cần gì tự đoán, đi hỏi vị Cốc Lương Nhân kia một chút không phải tốt hơn à? Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm huyễn âm. Cái này. Thi Hoàng Phương không ngờ Giang Bắc Nhiên sẽ trả lời như thế, nhưng rất nhanh đã cười nói cũng đúng. Nói xong, Thi Hoàng Phương đứng lên, tốt rồi. Chuyện cần nói ta đã nói với ngươi. Hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lão tổ tông. Vâng, đa tạ tiền bối. Giang Bắc Nhiên gật đầu, đi theo. Thi Hoàng Phương đẩy ra cửa phòng. Thi Hoàng Phương nhìn vẻ mặt lo lắng của Thi Phượng Lan, có phải muốn nghe trộm nhưng không nghe trộm được không? Cậu. Thi Phượng Lan hô một tiếng, trong nhà mình mà bố trí trận pháp cái gì, xem ta là người ngoài à? Ha ha ha, là cậu sai. Lần sau sẽ cho ngươi lễ vật xin. Hắc hắc, thế thì không cần. Lúc nói chuyện Thi Phượng Lan liếc nhìn Giang Bắc Nhiên, ánh mắt như đang ám chỉ cái gì đó. Chỉ tiếc ánh mắt này ám chỉ quá sâu, Giang Bắc Nhiên thực sự không hiểu. Được, ngươi về phòng của mình nghỉ ngơi trước đi, ta dẫn hắn đi gặp lão tổ tông. À, Thi Phượng Lan kéo dài trường âm, vậy để ta đi cùng đi, cũng đã lâu ta không gặp lão tổ tông rồi. Không được. Lão Tổ Tông nói chỉ muốn gặp một mình hắn thì chỉ gặp một mình hắn. Được rồi. Thi Phượng Lan ủy khuất lau miệng, nhìn về phía Giang Bắc Nhiên dặn dò, Tiểu Bắc Nhiên, lúc thấy Lão Tổ Tông nhất định phải cung kính à. Tuyệt đối đừng dở tính tình trẻ con ra, bằng không phải ta cũng không thể cứu được ngươi đâu. Biết rồi. Giang Bắc Nhiên mỉm cười gật gật đầu. Hi hi, vậy là tốt rồi, phải nghe lời nha. Nhìn Thi Phượng Lan cố gắng muốn giả bộ dáng vẻ người lớn, Giang Bắc Nhiên đột nhiên có chút đau lòng, khó có thể tưởng tượng dưới loại tuổi thơ này, làm sao nàng vẫn có thể lạc quan sáng sủa như vậy. Mau trở về đi.
Thi Hoàng Phương nói lần nữa. Biết rồi. Thi Phượng Lan phất tay với Giang Bắc Nhiên rồi nói, vậy lát nữa chúng ta gặp lại, nhớ kỹ phải nghe lời nha. Biết rồi. Giang Bắc Nhiên vẫn như cũ, cười gật đầu. Chờ Thi Phượng Lan rời đi, Thi Hoàng Phương đầu tiên là cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Giang Bắc Nhiên. Nếu để em rể ta thấy cảnh Lan Nhi thân mật với ngươi như thế, ta thật sự không dám chắc ngươi có thể còn sống ra khỏi Thi gia chúng ta không nữa. Nhìn Giang Bắc Nhiên sửng sốt, Thi Hoàng Phương cười ha hả. Đùa thôi, đùa mà, đi thôi. Sao ta cảm thấy không giống đùa vậy? Thở dài xong, Giang Bắc Nhiên đi theo Thi Hoàng Phương tới trước một tòa tháp lâu. Tháp này là cái gì vậy? Giang Bắc Nhiên tự nhận thị lực vẫn còn rất cao nhưng ngẩng đầu lại không thể nhìn thấy đỉnh tháp. Đây là đụng tới chân trời rồi. Chương 728, Linh Huyễn Tháp. Nhìn Giang Bắc Nhiên một mực ngửa đầu, Thi Hoàng Phương cười nói, đây là Linh Huyễn Tháp, được sinh ta từ tâm niệm của lão tổ tông, ngươi nhìn tới mai cũng trông thấy được đỉnh đầu. Tâm niệm sở sinh, dù Giang Bắc Nhiên không hiểu lắm nhưng nghe rất lợi hại a. Trong nháy mắt khi Giang Bắc Nhiên đi theo Thi Hoàng Phương vào Linh Huyễn Tháp, hắn đột nhiên hiểu rõ tâm niệm sở sinh có nghĩa là gì, vì đây là cảm giác rất quen thuộc. Đây là kết giới bản tâm, dù không giống hoàn toàn nhưng vừa vào Linh Huyễn Tháp, Giang Bắc Nhiên đã cảm nhận được ngay. Thú vị đây. Giang Bắc Nhiên đã đoán được Linh Huyễn Tháp tâm niệm sở sinh này có nghĩa gì rồi, chỉ là chưa xác định chính xác thôi. Thuận theo thang lầu, đi lên thêm mấy chục tầng nữa, hệ thống đột nhiên nhảy ra ngoài. Lựa chọn một, tiếp tục đi theo Thi Hoàng Phương lên trên. Ban thưởng, chân hỏa kỳ lục, địa cấp trung phẩm. Lựa chọn hai, đi từ từ. Ban thưởng, hóa sinh chân công, huyền cấp trung phẩm. Lựa chọn ba, biểu thị bản thân không thể đi được nữa. Ban thưởng, cộng một điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. À, trong nháy mắt thấy tuyển hạng, Giang Bắc Nhiên đã hiểu, có thể nói là Thi Hoàng Phương hoặc vị lão tổ tông kia đang lén lít khảo thí hắn. Nếu tiếp tục đi lên như thường, chỉ sợ đối phương sẽ nhìn ra gì đó. Thế là Giang Bắc Nhiên chọn số 3, thở dài một hơi rồi nói, Thi tiền bối, vãn bối thật sự đi không nổi nữa, tháp này. Hô, hô, đến tột cùng cao bao nhiêu? Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm chuyên chú. Nhìn Giang Bắc Nhiên đột nhiên ngồi xuống, Thi Hoàng Phương có chút ngơ ngác. Đây là sao? Tùy tiện tìm đứa nhỏ nào trong tộc cũng có thể đi lên tiếp, sao tiểu tử này lại không đi được? Đúng như Giang Bắc Nhiên đoán, Linh Huyễn Tháp có năng lực khảo thí thiên phú tu luyện, đi lên càng cao chứng minh thiên phú ngươi càng cao. Nếu đi mãi không dừng thì tháp này thật sự không có điểm cuối, cũng chứng minh thiên phú đối phương không có điểm dừng vậy. Bình thường, khi đệ tử trẻ tuổi đi lên, thân thể sẽ dần bị phân ra thành từng mảnh, nhưng nếu vẫn cố gắng mặc kệ phong hiểm trèo tiếp thì ít nhất cũng nhận được ấn tượng tốt từ lão tổ tông. Mà Giang Bắc Nhiên này thì hay rồi, mới đi có mấy chục tầng đã không đi nổi. Căn bản là phế vật tổng phế vật, khả năng tu luyện chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi, người bình thường hơi mạnh lên một chút. Không nên a. Theo lý thuyết người trẻ tuổi này khiến lão tổ tông nhìn với con mắt khác, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế chứ? Nhưng Thi Hoàng Phương thấy tiếng thở dốc của Giang Bắc Nhiên ngày càng gấp rút cũng chỉ đành thở dài, móc một viên châu màu đen hơ hơ. Giang Bắc Nhiên chỉ thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, cầu thanh không thấy cuối trong nháy mắt biến thành một đại sảnh. Thi Hoàng Phương nhìn chằm chằm Giang Bắc Nhiên một lúc lâu rồi mới hé miệng phun ra hai chữ. Quái tài. Mà lúc này, Giang Bắc Nhiên lại đang phân tích ý nghĩa của nhiệm vụ lần này. Tổng kết lại mà nói, đây là khiêm tốn. Im lặng phát đại tài không có vấn đề, nhưng điều kiện trước tiên là không khiến người khác chú ý. Nếu hắn biểu lộ thiên phú mạnh mẽ, đoán chừng thiên dạo sẽ cử đủ loại cường giả đỉnh cấp tới tìm hắn gây sự mất. Bất quá làm đại boss sau màn cũng không tệ. Chuyện đánh nhau người sống ta chết để đệ tử đi làm, mình thì là ngư ông đắc lại, không cần mạo hiểm nhưng nhận được vô số chỗ tốt. Chờ đến khi hơi thở Giang Bắc Nhiên dần đều đặn, Thi Hoàng Phương mới kéo hắn lên và nói, có chỗ nào không thoải mái không? Không có. Đa tạ tiền bối quan tâm. Giang Bắc Nhiên lắc đầu nói, vậy thì đi thôi. Giang Bắc Nhiên đi theo Thi Hoàng Phương tới trước một cánh cửa thanh đồng to lớn, thì thấy Thi Hoàng Phương xòe bàn tay ra, đặt ở phía trên. Một lát sau, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, cửa thanh đồng từ từ mở ra, lộ ra một mảnh thiên địa mới, hay cho một cái động thiên. Trong nháy mắt cửa thanh đồng mở ra, bên trong hiện ra cảnh sắc cực đẹp,
Suối Lưu Ly, Hoa Mơ Uyển, Bát Tiên Đài, tiên khí bức người. Bên cạnh dòng suối thanh mát là tiên hạc đang nghịch nước, càng khiến cảnh sắc thêm mấy phần linh khí. Giang Bắc Nhiên lại nhìn về nơi xa thì có vạn bụi hoa hướng dương, lại có cây hòe ngàn năm, tùng vạn năm, đào tiên, thực dược rừng, hạn phù dung, mỗi một loại đều là tuyệt phẩm thế gian, cũng không biết là giả hay thật. Nếu là thật, Giang Bắc Nhiên chỉ muốn nói hai chữ, thèm thuồng. Lão Tổ Tông đang chờ ngươi ở trong rừng, đi theo ta. Giang Bắc Nhiên lấy lại tinh thần, đi theo Thi Hoàng Phương. Còn chưa đi vào khu rừng che khuất bầu trời, Giang Bắc Nhiên đã nghe thanh âm của bạch điểu, vẹt chạm gác, chim quyên, chim khách một nhánh. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là Không Theo Sáo Lộ Ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 729, gặp Lão Tổ Tông, 1. Quyết định rồi, về sau kết giới bản tâm của ta cũng sẽ chế tạo dựa trên những tiêu chuẩn này. Trong lúc Giang Bắc Nhiên ghi nhớ đủ loại động thực vật trong rừng thì bỗng nghe được thanh âm vui đùa. Tông chủ, ta ở chỗ này. Tông chủ, mau, ăn quả anh đào này đi. Ai nha? Tông chủ, sao ngài lại sờ nơi đó của người ta? Khóa miệng Giang Bắc Nhiên co rúm hai lần, có chút hoài nghi có phải mình nghe nhầm rồi không, thanh âm này không thích hợp à. Mà lúc Thi Hoàng Phương nghe được thanh âm này thì như tìm được phương hướng, dẫn Giang Bắc Nhiên đi tới. Theo tiếng vui cười càng lúc càng lớn, rốt cục Giang Bắc Nhiên cũng gặp lại vị huyền thánh kia. Chỉ là phong cách vẽ không thích hợp. Bên người huyền thánh là Oanh Oanh Yến Yến, nói ít thì mười mấy thiếu nữ tuổi trẻ đang bồi hắn chơi trò trốn tìm, vị huyền thánh kia thì bị che mắt. Con mẹ nó, đã là huyền thánh, che miếng vải đó cũng có khác gì bình thường đâu. Đây chắc là cảm giác nghi thức đi. Trước khi tới, Giang Bắc Nhiên từng tưởng tượng qua đủ loại tình cảnh khi hai người họ gặp mặt, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là quang cảnh này. Hắn tuyệt đối không ngờ, huyền thánh lại là lão già háo sắc. Lão Tổ Tông, ta đã dẫn người đến. Thi Hoàng Phương tiến lên, chắp tay nói. Nghe được tiếng của Thi Hoàng Phương, Thi Hồng Vân kéo miếng vải xuống. Đánh giá Giang Bắc Nhiên một phen, tiểu tử, đi ra ngoài lăn lộn ngần ấy thời gian vẫn không hiểu thiếu nhân tình người khác phải tới tận nhà cảm tạ à. Còn muốn bổn quân tự mình đến xin ngươi. Thấy vị lão tổ tông này trái ôm phải ấp, Giang Bắc Nhiên cố nén tiếng mắng chửi, chắp tay hành lễ nói, tiền bối dạy phải, là vãn bối sai. Không tệ, ngược lại không tìm cớ qua loa tắc trách với bổn quân. Để bổn quân đoán xem, sở dĩ, ngươi không tới cửa nói lời cảm tạ là sợ kéo quan hệ với Thi gia sẽ có phiền phức đúng không? Vãn bối không dám, không dám. Bổn quân thấy ngươi là rất dám nha, nhận nhân tình của bổn quân còn không nghĩ cách báo đáp, ngươi xem như là người đầu tiên. Cứ thích đợi ở Thịnh Quốc chim không thèm ý kia. Lựa chọn một, tiền bối hiểu lầm rồi. Ban thưởng, Trạch Phong Minh Thư, huyền cấp thượng phẩm. Lựa chọn hai, ta đúng là thích như vậy thật. Ban thưởng, cộng một điểm kỹ nghệ cơ sở ngẫu nhiên. Sao ai cũng thích kiểu nói chuyện này hết vậy? Giang Bắc Nhiên khó hiểu thầm mắng nhưng vẫn chọn số 2, ta đúng là thích như vậy thật. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một điểm chú linh. Thi Hoàng Phương nghe xong chỉ cảm thấy đau cả đầu. Vừa rồi quên nhắc nhở hắn, đừng nói chuyện như thế cùng Lão Tổ Tông. Thi Hoàng Phương vừa muốn tiến lên giải thích hộ hai câu thì nghe tiếng Lão Tổ Tông ha ha cười nói, hảo tiểu tử. Quả nhiên can đảm, nói chuyện phiếm cùng bổn quân lại không chút rụt rè nào, cũng khó trách có thể ẩn giấu lâu ngay dưới mắt chúng ta lâu như vậy. Thi Hồng Vân ôm hai thiếu nữ trẻ tuổi đi đến bên dòng suối nhỏ, ngửa mặt lên. Vào lúc Giang Bắc Nhiên tưởng hắn sẽ ngã thì một cái ghế mây đột nhiên xuất hiện, vững vàng tiếp lấy hắn cùng hai thiếu nữ. Thiếu nữ bên trái hôn lên mặt một cái, hắn há mồm nhận lấy hạt sen do thiếu nữ còn lại đút cho. Thi Hồng Vân vừa nhai vừa nói với Giang Bắc Nhiên, tiểu tử, ngươi chờ trong linh mạch lâu như vậy, đừng nói với ta ngươi không thu hoạch được gì. Giang Bắc Nhiên nghe xong thì trực tiếp lấy tất cả đồ vật có chứa mộc linh khí mà hắn tạo ra ra. Trừ phân cho hai vị cô nương đồng hành và tặng ra ngoài thì vẫn còn một ít, tất cả đều ở đây. Thi Hồng Vân ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một chút, trực tiếp khinh thường nói, thu lại, tưởng bổn quân hiếm hoi gì mớ đồ chơi đó của ngươi. Vâng. Giang Bắc Nhiên nói xong thì đem thu hồi tất cả mọi thứ vào trong càn khôn giới. Ý của bổn quân là, ngươi thu hoạch nhiều như vậy thì nên tới nhà cảm tạ chứ. Đây là lễ,
hiểu không? Vãn bối biết sai rồi. Thi Hồng Vân ăn thêm một viên bồ đào do thiếu nữ đưa tới, một tay xoa eo thiếu nữ vừa đút hắn bồ đào rồi nhìn về phía Thi Hoàng Phương nói, tiểu ngũ a, đo qua tiểu tử này chưa? Thi Hoàng Phương lập tức chắp tay đáp, hồi lão tổ tông, đo qua rồi, là, hạ hạ phẩm. Ha 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 ha. Thi Hồng Vân nghe xong thì không ngừng cuồng tiếu, còn đạp đạp ghế mây, hạ hạ phẩm, tốt một cái hạ hạ phẩm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đúng là hiếm thấy thật. Cũng vậy, vị này lão tổ tông Thi gia này xem như triệt để lật đổ hình tượng về huyền thánh trong lòng Giang Bắc Nhiên. Hắn vốn tưởng người tới cảnh giới này đều vô dục vô cầu, đã là cao nhân đắc đạo. Vậy mà vị trước mắt này chẳng khác nào lưu manh ngoài chợ, chỉ một chữ, tuyệt. Chương 730, gặp lão tổ tông, 2. Hôm đó vô tượng, tôn giả nói ngươi không có chút tu vi nào, bổn quân còn tưởng ngươi che giấu sâu. Hiện tại xem ra ngươi thật sự là một phế vật. Nhưng kỳ quái thay, phế vật như ngươi lại có dạo hạnh bày trận như vậy. Sư phụ ngươi là ai a? Gia sư không cho nói. Ồ. Thi Hồng Vân đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, trừng mắt nhìn Giang Bắc Nhiên, nếu bản quân nhất định bắt ngươi nói thì sao? Thi Hồng Vân vừa dứt lời, Giang Bắc Nhiên cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn ấp xuống. Đây không phải huyền khí mà là linh áp, một loại áp lực tinh thần lực của thượng vị giả. Ừng ực. Giang Bắc Nhiên mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt rồi đáp, gia sư giao phó cho, chết cũng không thể nói ra, ta làm đồ đệ không dám cãi mệnh. Trong nháy mắt đáp xong, Giang Bắc Nhiên cũng cảm giác được cỗ vô hình áp lực thối lui. Lại nhìn Thi Hồng Vân, chỉ gặp hắn đã gối đầu lên đùi một thiếu nữ, trong tay là một quả chuối tiêu, vừa ăn vừa nói, thì ra là thế. Cuối cùng bổn quân cũng phát hiện được một chút chỗ đặc thù của ngươi, vừa rồi nếu là huyền tông chắc đã ngoan ngoãn nằm vật xuống rồi, vậy mà tiểu tử ngươi lại không có việc gì. Ôi, thể chất này của ngươi bổn quân ngược lại chưa từng nghe thấy bao giờ, là trò gì đấy, nguyên lai chờ ta ở đây. Hèn chi Giang Bắc Nhiên cảm thấy vì sao lão đầu này đột nhiên nổi bão, nguyên lai là làm trò. Bất quá nếu hệ thống đã không nhắc nhở, chứng tỏ bộc lộ chút đặc thù cũng không sao, nếu không cửa này khó qua rồi. Giang Bắc Nhiên đang tính mở miệng trả lời thì ba lựa chọn nhảy ra. Lựa chọn 1, gia sư không cho nói. Ban thưởng, Ma Ha Thánh Điển, địa cấp thượng phẩm. Lựa chọn 2, vãn bối không biết. Ban thưởng, Quyết Minh Thánh Công, địa cấp hạ phẩm. Lựa chọn 3, tùy tiện nói bừa một cái. Ban thưởng, cộng một điểm thuộc tính cơ sở ngẫu nhiên. Hoang mang, đây con mẹ nó cũng được sao? Giang Bắc Nhiên ngơ ngác, nói dối một cái thể chất để lừa gạt huyền thánh. Chắc chỉ có hệ thống mới dám xúi Giang Bắc Nhiên làm, đổi là người bình thường căn bản nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Giang Bắc Nhiên chọn số 3 xong thì chắp tay nói, bẩm tiền bối nói, sư phụ ta nói đây là thần la chi thể. Thần la chi thể? Thi Hồng Vân hơi nhướng mày, quái lạ, bổn quân chưa từng nghe qua thể chất này. Nói nhảm, đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói tới đó. Thi Hồng Vân ném vỏ chuối ra sau rồi nhìn về phía Thi Hoàng Phương hỏi, tiểu ngũ, ngươi từng nghe tới loại thể chất này chưa? Thi Hoàng Phương cúi đầu chắp tay nói, hồi bẩm lão tổ tông, chưa từng. Thi Hồng Vân sờ cằm, nhìn về phía Giang Bắc Nhiên, thể chất này có tác dụng gì? Nói bổn quân nghe thử một chút nào. Trong lúc Thi Hồng Vân suy nghĩ, Giang Bắc Nhiên đã có câu trả lời, nếu không chỉ cần có chút do dự cũng có thể gây nên hoài nghi. Bẩm tiền bối, thần la chi thể có thể hưởng ứng thiên địa chi lực, mượn được hết thảy chi thế có thể mượn. Ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ, cộng một, điểm phản xạ. Đã bịa thì phải bịa lớn chút, bằng không sau này rất khó tiếp tục. Dựa thế, dù Thi Hồng Vân không hiểu rõ nhưng cũng hiểu chút chút, nếu hỏi nữa, chẳng phải vứt mặt mũi huyền thánh này đi sao. Nghĩ xong, Thi Hồng Vân mới đổi cách hỏi, thì ra là thế, có thể mượn hết thảy chi thế, cho nên dù ở trong tháp, ngươi vẫn có thể cảm nhận được lực lượng của thiên địa từ bên ngoài. Hết thảy đều là ở trong thiên địa, vạn pháp chi biến, không rời kỳ tông. Câu trả lời này khiến Thi Hồng Vân có chút muốn vò đầu nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm chỉnh gật đầu, cũng khá ra trò đấy, mượn chi thế thiên địa, khó trách có thể bày ra trận pháp huyền diệu như thế. Thú vị a. Cảm khái xong, Thi Hồng Vân ngồi ngay ngắn lại, kéo thiếu nữ đang đấm chân cho hắn tới gần, vừa xoa nắn vừa như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Bắc Nhiên hỏi, ngươi đã có lương sư như thế,
lại có năng lực thông thiên này, vì sao lại ở trong thịnh quốc nho nhỏ kia? An toàn, Giang Bắc Nhiên không chút nghĩ ngợi rồi đáp. Hắc, dù đã hiểu được đôi chút về tính nết của tiểu tử này, nhưng câu trả lời này hắn đúng là đoán không ra. Thật chứ? Ngươi mà cũng biết sợ à? Vì cái gọi là một lần nói dối thì ngàn lần nói dối. Thi Hồng Vân rõ ràng không hiểu gì về thần la chi thể nhưng vẫn vô cùng hứng thú. Không ngừng hỏi thêm chi tiết về loại thể chất này. Giang Bắc Nhiên còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể không ngừng bổ sung thiết lập cho nó. Cũng may ban đầu hắn đã để lời nói dối này có không gian đủ lớn nên có thể bổ sung thêm. Ừm, hỏa nghiệt trận ngươi bày không sai, nhưng bổn quân không thấy gì đặc thù từ trong đó cả. Nghe Thi Hồng Vân hỏi, đương nhiên Giang Bắc Nhiên biết hắn có ý gì. Các bạn vừa nghe xong tập 73 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.